Hello, xin chào mọi người đến channel của mình là bên kho thiết bị thí nghiệm Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu một sản phẩm, đó chính là kính lúp BIT 2008 100X của hàng sản xuất BIT và xuất xứ tại Nhật Bản các bạn ha. Được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên. Và BIT thiết kế được thiết kế với nhiều độ tân tiến từ 25X cho đến 100X, ứng dụng cho việc soi kiểm tra linh kiện điện tử sản xuất và kiểm tra vết nứt bê tông. Thiết kế thước đi kèm để đem lại kết quả đo chính xác hơn và kích thước nhỏ nhẹ thuận tiện, được thiết kế bao phủ phạm vi các chiến hình vi cao cấp, được trang bị nhiều kính lúp khác nhau 3-4 bước do định phát triển, dễ thao tác, dễ dàng, nhanh chóng, chính xác, bắt được kiểm tra khả năng ánh sáng và vượt trội và cơ chế hoạt động trơn tru. Quang trường nhìn là 2mm, khoảng chia thước đo là nô 13 bằng 0.02mm, nô 15 bằng 0.01, phạm vi đo là 1.6mm, khoảng cách làm việc là 11.7mm, khẩu độ là 0.18, tiêu cự điều chỉnh là 14-9mm, kích thước kính là